nghe. Bây giờ ban em mình chào nè, chào kết thúc nè. 1, 2, 3 chào ba mọi người. Rồi ai ok, thank you anh. Chào buổi sáng cả nhà nha. Sáng nay thì mình dậy sớm, mình chỉ sửa video. Cái này là uống được đâu rồi. Đây là công việc của anh em, đó chính là chỉ sửa máy cho khách, bảo hành máy cho khách. Đây là phần kỹ thuật này, còn bên này thì là bên tiếp khách và bán hàng này. Nó có ăn không anh? Không. Sao? Con lúc nó ăn không? Thầy nhớ, thầy thôi. Mấy anh mời mình món bánh tráng cho nhà. Nhìn có vẻ hấp dẫn nha anh nhỉ. Rồi, giới thiệu mọi người món bánh tráng ở trong Quy Nhơn. Trong đây thì nó làm từ những cái gì anh? Trứng cút. Trứng cút. Cái này là khô mực. Khô mực à? Đó là phần khô chiên giòn ấy. Đây khô mực ấy hả? Ừ. Mực này trái vậy không? Ừ. Hấp dẫn đấy. Xay đây là ngon luôn. Đây là rồi mà nhà ăn được này. Hôm nay bao tiền một hộp anh? 15.000 nhá. 15.000 à? Mình chắc là được gọi là thánh ăn trực của Việt Nam. Ăn trực mọi nơi. Trải nghiệm. Ôi mọi người thấy cái này em là sẽ ăn gì nhá? Chú chạy ra anh nhá. Mình được anh Tú chở đến quảng trường này. 1, 2, 3, 4. Đây đây thì đang 4, 5, 6, chuẩn 7, bị để đón anh Danpo về này. 7. Tiến gần hơn nha. Wow. Sân khấu cả nhà ơi. Tối nay chú hẹn nó rất là đông này. Bây giờ 7 rưỡi anh mới tới. Dạ. Yeah. Đây là đội nhóm của mấy anh em đang trong setup. Anh ơi, khoảng mấy giờ thì anh Danpo tới nhỉ anh nhỉ? Thường là anh em vào hát cuối á. Hát cuối? Chưa mở ngon. Đây, cả một dọc này thì mọi người nhìn nhỉ? Các, ok, hello em. Ôi, hôm nay hơi lạnh tí. Cả nhà coi này. Cái bên kia là cái dạp lều bóng. Hello. Hello em. Em vừa ăn bữa giờ luôn. Thật hả? Em đang đi học ở bên trước này. Ôm chặt cái coi. Đó. Bên này thì đã đang set up này cả nhà. Mấy anh chị đang chuẩn bị. Hello anh. Dạ. Anh ơi, mấy cái lều này để làm gì vậy anh? Mấy cái lều này để làm gì vậy anh? Ăn đi bổ sinh nha. Cho anh cái nhá. Em tới đây luôn hả anh? Dạ. Tới tối nay có đèn vô hay? Đúng rồi. Thì em muốn hỏi là cái lều này dựng làm gì ta? Dựng để cho mấy người chơi chương trình á. Chơi chương trình. Chơi chương trình để đồ lại. Rồi sau đó là 7 giờ rưỡi là sẽ có tiết mục như nhạc hội á, có đèn vòng với âm mỹ ấy. 1, 2. À, bây giờ các bạn đứng tạm lên phía trên này để mình xoay một vòng, xoay vòng. Các bạn dồn ôm mình cái không? Rồi 1, 2, 3. Chậm nha, đứng yên nha, cái tươi này. Xinh gái đẹp trai bỏ khẩu trang ra nào. Xin chào mọi người. Đứng cái gì vậy? Thấy hết không?
Put your hands up, everybody! 1, 2, 3, let's go! Hello anh. Quốc Bằng Tan và anh Hân Hô mời đi ăn nè. Em phong tình cờ nha mọi người. Một tình cờ. Hiện tại là Hoàng đang thấu kèn hai cái. Ăn bánh tráng cuộn cả nhà. Bây giờ uống nước khóm. Cảm ơn mấy anh nha. Tới 77 gặp được mấy anh em đang sinh nhật bạn Thiện Nhi đây. Đúng rồi. Chúc bạn Thiện Nhi tuổi mới là đẹp trai hơn này, sướng có người yêu.
và công thành danh toại nha. Yo. 1 2 3. Yo. 2 3. Yo. 2 3. Ok. Ờ, đang ngồi nhậu thì có một bạn mấy bạn nữ ở trong Quy Nhơn gọi điện mà xin mình tấm ảnh mà tìm mãi ở trong quảng trường không thấy. Hello. Hello. Ủa, anh em ở trong đây hả? À. Anh em ở trong đây hả? Ờ à, đúng rồi. Hôm anh em cái coi. Rồi, cảm ơn. Ôm 5 phút được không? Được. Ok. Vậy là cái mai sáng mai mấy giờ đây? Sáng mai hoàn 6 giờ đi. 6 giờ hả? Hồi nãy tính rủ đi anh rồi đi này đi chợ đi về Quy Nhơn này mà đang ăn ở trong đó mất rồi hả? Ừ, có mấy anh ở trong đó rủ đi nhậu. Chụp một tấm ảnh nha. Ok. Hôm nay được các anh mời rất nhiều món. Món này là món gỏi thịt vịt. Có tôi nhà. Mày phải đi ra kia. Đây là đấu này mày đá không? Đấu này mày đá gì không? Đấu này mày đá gì? Nhà ăn món gỏi bình định. Ông nhà như thế nào? Nghe được không vậy? Ủa mé quay được một đoạn hồi đầu ông cũng ra đầu. Thiệt đó chứ. Mất hình tượng rồi. Ồ mấy anh chị ơi. Vâng vâng. Em cũng xin phép là bây giờ là em về em nghỉ ngơi trước rồi mai em đi sớm ấy. Đúng rồi. Chị bố lên nha. Thôi thôi. Dạ. Cậu quen quần cho nó vậy mày. Không anh cái không? Không, đấy là từ mai đó. Nếu em có lần anh Nhơn đúng không? Cảm ơn em kèm em một bữa. Do tại vì buộc em đi em phải qua anh Nhơn. Dạ. Chứ đầu thở em không qua anh Nhơn thì tụi anh sẽ đón em tại anh Nhơn. Còn tụi anh đón em như thế nào đó là việc của anh. Bây giờ tài xế sẽ đưa em về. Đây có người đón em rồi. Có người đón em rồi. Đây là có người đón em rồi. Có gì à? Được rồi anh nói thiệt. Lương nào thường xuyên nha. Dạ. Đừng có đỡ mất lương nào. Rất là trải qua rất nhiều chuyện kỳ đáng là khổ đau. Dạ. Nhưng mà Hồng không nói được với ai. Không có một người đó mà tâm sự cầu đau. Có biết gì đó. Hồng đó là cô độc. Đâu đi mai đi. Hồng đó đỡ quất nói chuyện cái. Khi mà Hồng nói Hồng cố cái niềm vui Hồng đang chia giống một nỗi buồn. Có biết trong tâm của Hồng. Vậy hôm nay nha các bạn. Còn cũng như quốc người ta cứ ấy ấy nhưng mà còn rất là mạnh mẽ đúng không? Không không có nói thiệt à, chúc Hoàng thành công nha. Có ước nghiệp Hoàng không có cảm nhận được. Ok các bạn, nói chung là thứ nhất luôn á, cuộc chia ly cuộc vui nào thì anh em chúng ta cũng phải có sự chia ly. Em theo em cảm nhận có nhiều chuyện không nói được với ai mà. Đúng rồi. Y sĩ thấy chưa? Các okay. Bạn nghe muốn nói đúng y sĩ chưa? À, hăng hô và Quốc Màng Đang xin gửi đến lời chúc Hoàng trên con đường đi của mình đó, sẽ thành công và nói chung là bình an. Quan trọng là sự bình an như... và trở về nhà bên ba mẹ an toàn. Như hôm nay này Quốc Kiều với Trung là Quốc có nhiều chuyện tâm sự được chúng người anh em muốn ở đây hiểu mình để sống được. Hai anh em đó có nhiều thứ cần nói lắm nhưng mà gặp Hoàng rất là vui. Ok bây giờ ba anh em mình chào nè, chào cái tóc nè. 1 2 3 chào ba mọi người. Rồi ai hello anh sang. Okay. Dạ sao chào về chỗ này. Thôi em về sớm để mai nghỉ còn đi anh. À. Mai tiếp tục anh đây. Dạ vâng ạ. Tới nhà rồi cả nhà. Bây giờ thì vào nghỉ ngơi tí rồi mai tiếp tục hành trình. Hello.